Nước hoa vùng kín được biết đến là vũ khí bí mật của chị em phụ nữ, giúp cho cô bé lúc nào cũng tươi mới, tỏa ngát hương thơm, hạn chế tối đa mùi hôi, mà còn ngăn ngừa được tình trạng viêm nhiễm từ những bệnh lý nguy hiểm. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau, nhưng nước hoa Dio nào nào mang lại mùi thơm nhất. Hãy cùng shop mình tìm hiểu để có lựa chọn tốt nhất nhé. Đồng thời với chiết xuất từ các thành phần hoàn toàn thiên nhiên ví dụ như tinh dầu hoa anh thảo hay chiết xuất hoắc hương, nước hoa vùng kín Dio xịt dịch lớp an toàn đối với mọi loại da, nên các nàng cứ yên tâm và sử dụng nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Hiện nay, dòng nước hoa Dionelle này xuất hiện trên thị trường với 4 phiên bản với 4 mùi hương khác nhau. Mỗi sản phẩm này lại mang tới cho người dùng những hương thơm riêng, cho phép chị em có thể thoải mái lựa chọn sao cho phù hợp nhất với sở thích và hoàn cảnh sử dụng của mình nhé. Đối với Dionelle màu trắng là mẫu nước hoa tỏa ra mùi xạ hương khiêu khích và quyến rũ. Chính vì vậy, mẫu nước hoa này rất phù hợp để chị em sử dụng trong những buổi hẹn hò lứa đôi. Sản phẩm nước hoa này cũng sở hữu 3 tầng hương. Tầng hương đầu của nước hoa đó là sự kết hợp của hương chanh và ôn đê hai nốt trong khi đó, tầng hương giữa lại là sự giao thoa giữa hương hoa nhài, hoa cam neroli và hoa hoàng lan. Tầng hương cuối cùng là sự kết hợp của vanilla gỗ đàn hương và cỏ vetiver. Nếu phiên bản màu trắng là sự khiêu khích gợi cảm thì với phiên bản màu đen này, mùi hương mà bạn cảm nhận được sẽ vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Diol màu đen đặc biệt với tầng hương đầu là kết hợp giữa hương cam và gercia, tầng hương giữa là hương hoa hồng hòa cùng hương đào và hoa mộc lan và cuối cùng, tầng hương lưu lại ấn tượng lâu nhất cho người dùng là sự kết hợp giữa gỗ tuyết tùng hồ phách và xạ hương. Dòng Dionel màu đỏ gợi cảm, quyến rũ và lãng mạn với tầng hương đầu là sự hòa quyện của hương cam chanh và dưa lưới tươi mát và trong trẻo. Trong khi đó, tầng hương thứ hai lại là sự hòa hợp của hoa hồng và hoa diên vĩ và tầng hương cuối cùng là sự hòa hợp của gỗ đàn hương và xạ hương. Dòng cuối cùng của nước hoa vùng kín nhà Dionel là phiên bản màu xanh với tầng hương đầu của sản phẩm đó là hương chanh quyện cùng rét nót. Tiếp đó là mùi của hoa nhài lẫn vào mùi hoa tử đinh hương và cuối cùng đó là sự kết hợp của xạ hương cùng hồ phách. Cả ba tầng hương trên hòa quyện với nhau tạo nên sự gợi cảm, tươi mát, dễ chịu cho người sử dụng. Mỗi phiên bản của dòng Dionell đều có một mùi hương và đặc trưng riêng, tùy vào cảm nhận của mỗi người mà mình có thể lựa chọn được sản phẩm có mùi hương phù hợp để sử dụng nhé. Nước hoa vùng kín Dionell hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán nước hoa vùng kín Dioneleo hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.